Xin chào tất cả các bạn, mình là Gan đây. Hôm nay là bài review về Maximum Garuda. Cơ mà lúc nãy tôi bảo nó là Garuda, Maximum Garuda thì cũng hơi sai nhỉ. Tại vì Maximum Garuda là của hãng Takratomy, còn đây chính là Garuda G3 của hãng Hasbro. Gọi là Maximus Garuda mới đúng. Và em này khác với cái Takratomy chỗ nào? Đấy chính là của hãng Takratomy, họ sẽ có sticker ở đây. Đấy, họ sẽ có sticker và chi tiết của nó giống y hệt anime. Còn của Hasbro thì không. Hasbro thì họ sơn sẵn lên cho các bạn ở đây luôn. Họ sẽ sơn lên cho các bạn ở đây luôn. Mặc dù nó sẽ không được chi tiết bằng sticker, nhưng mà nó sẽ đỡ bong chóc các chi tiết ra hơn. Và sơn nó sẽ bền hơn so với là sticker. Nếu như mà Hasbro họ sơn chi tiết luôn là phải nói là giá của Hasbro có thể sẽ đắt hơn của Takratomy nữa đấy các bạn ạ. Còn bây giờ thì bắt đầu vào review trước nè. Bây giờ tôi sẽ review Flugo Driver trước. Flugo Driver này khi mà các bạn xoay, nó khác với bản Takratomy, đó chỉ là màu vàng đục luôn chứ nó không có phải là vàng trong suốt như Takratomy. Với lại là khi các bạn xoay theo hướng bên phải ấy, thì nó sẽ lách không khí xuống dưới đây, tức là nó sẽ đẩy cái driver bay lên. Nó sẽ đẩy bay lên, tức là như thế này nè, nó sẽ đẩy driver, nó sẽ không có bay lên nhé, chỉ là nó sẽ đẩy một lượng không khí dồn xuống mặt sàn, nó sẽ dồn không khí xuống mặt sàn, nhờ đó cũng sẽ giảm được một tí ma sát của phần bottom của cái driver này này với mặt sàn. Đấy, đó chính là như thế. Cũng như vậy, giống như là frame flow vậy. Fan flow nó cũng có hướng nghiêng như thế này, khi mà quay bên phải thì nó cũng sẽ đẩy không khí xuống luôn. Đấy, đó chính là vì sao mà trong anime họ lại gáy Garuda biết bay, chứ ở ngoài đời đéo biết bay nhé. Và còn Garuda, layer Garuda là một trong những layer to nhất và được làm dựa trên một cái con Bakuten bay có tên là Tripio. Đây là một cái con bay mà mình rất là thích và và nó cũng là bay to nhất ở phần God luôn. Nhưng mà từ phần Choji trở lên thì có vẻ như là sẽ không còn nữa rồi. Tại vì nếu như mà bạn cứ việc đem một cái layer GT nào đấy, kiểu như Grand Dragon hay là một cái layer GT nữa, hoặc là bốc đại một cái layer Sparking nào đó và so sánh kích thước với con Garuda đi. Tuy Garuda là lớn, là bay lớn nhất một thời, nhưng mà bây giờ thì có nhiều bay lớn hơn rồi. Kể cả con Brave Valkyrie cũng to hơn cái layer này. Nói chung là như thế. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ xét về chi tiết nhé. Các bạn nhìn ở đây các bạn có thể thấy nó rất là tròn đúng không? Nhưng thực chất đây không phải là nó không có tròn luôn nhé. Mà thực chất ở đây nó có một cái lỗ nhô ra, có cái chỗ nhô ra như thế này. Để thể hiện nó ở chỗ này là giúp Garuda attack này các bạn. Đúng vậy. Đó chính là một cái điểm để cho bay attack. Bất kỳ bay nào cũng có một cái điểm nhô ra cao hơn những cái điểm khác. Và đấy chính là cái mấu chốt để mà bay làm ra những cái cú attack mà nó những bay khác ra ngoài, hoặc là có thể gây burst luôn chẳng hạn. Và bay Garuda, kể cả Hasbro lẫn Takratomy đều không có cái phần rắn ở đây. Của Hasbro nó còn có thêm một cái mã code trong đây nữa, nhưng mà do tôi lột nó ra do cảm thấy xấu rồi, và tôi sẽ để phần mã code ở đây, các bạn có thể scan nó và vào game chơi nhé. Ok, thì cả Garuda của bản Takratomy lẫn Hasbro đều không có phần rắn. Các bạn biết vì sao không? Tại vì nếu như mà họ thêm phần răng thì Garuda phải nói là bay tốt nhất luôn rồi. Thú thật, nó vừa tròn này, tức là nó sẽ khó burst. Nó đã khó burst rồi, nếu mà các bạn thêm răng vào nữa thì nó cực kỳ khó burst. Vì thế nên họ đã không thêm răng vào. Và lại tròn như thế này, stamina rất là cao. Tôi từng in 3D thử một cái con tròn như thế này và nó có răng rồi. Thú thật, chả bay nào có thể thắng nổi nó cả. Trừ những cái con bay Sparking. Vâng, đúng là như vậy. Và vì thế nên là họ cảm thấy và việc để răng một cái con này nó cảm thấy khá là không được cân bằng cho lắm, không được cân đối. Nếu như mà đem vào thi đấu thì chắc chắn Garuda quá bá rồi, cho nên họ không cho răng vào nữa. Và một điểm khác với bay của Takratomy, đó chính là bạn thấy ở đây không, bay của Takratomy các bạn có thể lấy cái phần driver ở đây, vặn cái god chip ra để tháo cái phần god chip này ra. Nhưng mà của Hasbro thì không, của Hasbro họ sẽ đính luôn cái miếng nhựa ở đây. Và các bạn, nếu bạn nhìn kỹ thì trên video này có lẽ như là cái phần nhựa trong này nó khá là trong đúng không? Thực chất của Hasbro nó làm hơi bị đục nha. Cái phần nhựa trong này này,
nó làm hơi đột một tí. Còn của Hasbro thì nó sẽ trông hơn rất là nhiều. Đó chính là những điều mà tôi chỉ cần nói thôi. Và cái cơ chế này này giúp sẽ giảm ma sát cái phần này với Stadium, vì thế bay sẽ có nhiều stamina hơn. Và nó sẽ đẩy không khí xuống dưới phần mặt sàn. Tôi vẫn không hiểu tại sao. Nhưng mà nói chung thì mình cứ việc test spin thử đi, xem nó có có chuyện gì không. Bây giờ test spin time. Uầy, vướng à. Là đi. Tại sao lại bị vướng thế nhỉ? Thề luôn. Cũng thật nhé. Mẹ cũng phải liền nữa. Các bạn có nghe thấy không? Cái tiếng gió rít ở phần dưới này. Cái tiếng gió rít ở cái phần dưới của cái con Garuda ấy. Nếu như mà trên video bạn không thể nghe được thì tôi có thể nghe đấy. Đúng vậy, tôi nghe cái phần tiếng không khí nó đẩy xuống phần mặt sàn. Tôi nghe thấy như vậy. Nếu như mà bạn nào có thể trên video sẽ không có thể nghe thấy, nhưng mà ở ngoài đời thì thấy các bạn à, nghe thấy các bạn à. Bây giờ tôi sẽ battle với Guardian Kirby's một trận thôi nhé. Lại nữa. Sao mấy cái con bay tròn tròn hay bị dướng lên Dodger thế nhỉ? Cả hai bay này đều rất là dễ boss. Và để xem. Tôi không biết ai sẽ thắng nhỉ. Hai bay đều có stamina rất là tốt. Và Guardian Kirby's có thể do tôi phóng sau. Ok, nếu như mà các bạn muốn biết kết quả trận đấu này rõ ràng hơn thì hãy để một like, một subscribe bên dưới nhé. Vì video sau tôi sẽ cho hai bay này đấu với nhau một trận rất công bằng. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Đã thật tuyệt.